quý khán giả đang theo dõi chương trình văn hóa nhân bản lạc việt xin giới thiệu với quý khán giả à, bên cạnh tôi đây là anh phát bùi chủ tịch cộng đồng người việt quốc gia nam cali à, xin anh phát bùi vui lòng cho quý khán giả được biết với tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali thì anh có những cái nhận xét gì về cái tình hình xáo trộn trong cộng đồng của chúng ta hiện nay và chúng ta làm thế nào để cho cộng đồng có cái sự mà đoàn kết và vững mạnh trước sự tấn công của nghị quyết 36 của Việt Cộng. Dạ xin mời anh. À, xin cảm ơn chị à, Tần cũng như là văn hóa nhân bản Lạc Việt. À, trước tiên tôi uh, xin trình bày cái quan điểm của mình thì xin uh, được uh, minh xác là ngày hôm nay tôi đi nhiều chương trình của thành phố, thành ra quý vị thấy tôi mặc cái áo có cái chữ uh, uh, thành phố Garden Grove ở đây. Uh, nhưng mà hôm nay tôi đến đây phát biểu không phải trong cái tư cách là nghị viên của thành phố Garden Grove mà là thuần túy với cái tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Sở dĩ phải có cái lời đính chính thế là bởi vì có một số người cứ lên tiếng than phiền là tôi là nghị viên của thành phố cairo mà cứ chúi mũi vô chuyện của thành phố westminster à, không phải như vậy thưa quý vị tôi nói phát biểu trong hai cái tư cách thứ nhất là một người dân ở trong Little đô sài gòn này và thứ hai là với cái tư cách là và cái trách nhiệm của một người chủ tịch cộng đồng người việt quốc gia à, nam cali nó bao trùm cả các thành phố ở quận cam ở à, 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 quận los angeles Uh, và trong đó có thành phố Westminster và thành phố Garden Grove của chúng tôi Thì uh, thưa quý vị Từ uh, nhiều tháng nay Nhưng mà gần đây nhất là từ 2 uh, tuần qua hoặc 3 tuần qua Từ cái ngày mà lễ uh, 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa Thì tôi đã uh, được một số quý vị uh, niên trưởng trong uh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa Cũng như là ông Nguyễn Văn Dầu À, chủ tịch Hội đồng Liên Tôn à, muốn gặp chúng tôi để mà yêu cầu chúng tôi có thể nào tạo cái sự đoàn kết hài hòa à, trong à, các dân cử Việt Nam của mình trong đó gồm có các vị dân cử thành phố West nói riêng và nhiều quý vị dân cử à, nói chung để mà có thể tạo được một cái tinh thần đoàn kết bớt đánh phá nhau bởi vì quý vị đó quan niệm rằng nếu các vị dân cử cứ chỉ trích nhau cứ đánh phá nhau thì không khác gì chúng ta vạch lưng uh, cho người xem những cái sai sót của mình và làm như vậy nó chỉ có lợi cho tập đoàn uh, độc tài độc ác cộng sản lợi dụng cái sự bất mãn của các vị dân cử mà khai thác để gây phân hóa cho cộng đồng của chúng ta. Thì một ngày trước cái ngày uh, lễ Quân lực Việt Nam Cộng hòa tôi đã gặp ông uh, nguyễn giáo sư nguyễn văn giàu cũng như là một số quý vị uh, uh, trong uh, liên hội của chính sĩ uh, cũng như là liên hội bang chống cộng sản và tay sai cụ thể hơn là có mặt trong cái buổi họp mặt ở nhà ông phan tấn ngu là có giáo sư nguyễn văn giàu có ông phan kỳ nhơn uh, chúng tôi xin đính chính lại uh, và trong cái buổi họp của nhà của ông phan tấn Ngu thì có giáo sư nguyễn thanh dầu ông là chủ tịch hội đồng liên tôn và là người đứng ra mời họp có ông phan kỳ nhơn là chủ tịch liên đoàn chống cộng sản và tay sai có ông nguyễn phục hưng là lúc đó là mới đắc cử là chủ tịch liên hội cựu chiến sĩ cũng như là có mặt ông dĩ nhiên có mặt ông nguyễn ông phan tấn ngưu bởi vì đó là nhà riêng của ông và có mặt uh, thị trường tạ đức trí cũng là thị trường thành phố washington và ông nguyễn quốc lân là luật sư nguyễn quốc lân cũng như là uh, dân cử học khu Garden Grove uh, và cũng là người phe của ông uh, tạ đức trí ngoài ra có mặt cá nhân tôi uh, là chủ tịch cộng đồng uh, người việt quốc gia nam cali là nghị viên Pháp bùi thì à, tôi đến đó à, qua cái lời mời của giáo sư giàu và được cam đoan là chỉ có mặt thị trưởng tại đức trí và cá nhân tôi và ông muốn rằng hai chúng tôi có dịp ngồi xuống nói chuyện với nhau để mà có cái à, cho hai người có cái cơ hội hiểu cái quan điểm của lẫn nhau thì à, tôi đồng ý với cái, cái việc đó nhưng khi đến có mặt của ông à, nguyễn quốc lân thì tôi hơi ngạc nhiên và tôi nói rằng với cái sự có mặt bất ngờ của ông nguyễn quốc lân là cái người chửi bới tôi không biết bao nhiêu năm tháng qua thì tôi thấy rằng à, quý vị mời ông đến mà không cho tôi biết trước là quý vị đã không có tôn trọng tôi thì à, tôi muốn được đi về nhưng vì cái sự yêu cầu và à, nài nỉ của các vị bậc trưởng thượng mà tôi đã đồng ý ở lại để ngồi có cái sự trao đổi thì khi mới ngồi xuống thì à, các bậc trưởng thượng đã nói rằng à, anh Phát cũng như là anh Chí tất cả những cái chuyện mà các anh bất mãn với nhau hãy đào lỗ và từ ngày hôm nay chúng ta bắt tay làm việc với nhau thì tôi xin thưa với các bậc trưởng thượng như thế vậy là thưa quý vị nếu nó chỉ là cái sự bất mãn nhau chỉ vì những cái câu nói mà xúc phạm đến tự ái của nhau chúng ta có thể bắt tay và đào lỗ chôn ngay được qua một ly trà hoặc là một cây ly rượu để mà giải tỏa những cái chuyện bất mãn vì những cái lời xúc phạm cá nhân nhưng mà cái sự không đồng ý giữa tôi và ông trí tạ nó bắt đầu từ cái việc mà thành phố westminster đã vinh danh cô Ngô hành vân qua cuốn phim hai phượng cũng như là qua cái nỗ lực mang phim của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam à, tức là nói nôm na những cái phim của cộng sản vào thành phố uh, westminster cũng như là vào cộng đồng của chúng ta mà đối với tôi đó là cái việc mở cánh cửa để cho Cộng sản thực hiện nghị quyết 36. Dĩ nhiên trong thời gian tháng 3 tôi cũng đã tranh luận với thị trường Tạ Đức Trí ở trong những buổi họp của hội đồng thành phố. Thì phe bên thị trường Tạ Đức Trí cho rằng cuốn phim đó là cuốn phim nó đưa ra cái tệ đoan buôn người ở trong xã hội Việt cộng và nó còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay nhưng dưới cái nhìn của tôi thì cái việc đó, cái sự nhận xét của những người đó và kể cả ông thị trưởng Tạ Đức Chí nó quá đơn giản là bởi vì sao? Ai là cái người đứng ra giúp cho cái cô Hai Phượng đó đập tan được cái băng đảng buôn người đó, công an cộng sản? Ai là những trong cuốn phim có những cái hình ảnh mà công an cộng sản rất là tốt với dân? Thí dụ như cái hình ảnh một người công an À, dẫn một ông cụ già à, cầm một bán báo băng qua đường khi mà à, xe cộ đi qua đông đảo làm gì có cái chuyện đó ở Việt Nam thưa quý vị rõ ràng đây là cái hình ảnh tuyên truyền của việt cộng một cách hết sức khéo léo à, để mà du ngủ à, cộng đồng hải ngoại à, Việt Nam của chúng ta và chính trong cái website của cô Ngô Thanh Vân đây là cái website của chính cô Ngô Thanh Vân và cái website này là có website đúng chúng tôi đã kiểm chứng chứ không phải website giả thì cô ngô thanh vân đã tuyên bố rằng ngô thanh vân xin cảm ơn bộ uh, công an cũng như là cục điện ảnh đã giúp cho cuốn phim hai phượng rất là tích cực từ kịch bản cho đến uh, phân đoạn dàn dựng đóng phim thành ra quý vị thấy cuốn phim hai phượng bàn tay của công an đầy rẫy ở trong đó từ kể cả cái việc viết kịch bản, viết truyện phim, cho đến cái việc mà giúp cho Ngô Thành Vân thực hiện cuốn phim đó. Nếu, và, và sau cái cuốn phim Ngô Thành Vân, thì chúng ta thấy là từ tháng 3 cho đến cuối năm nay, tức là cuối năm 2019, nền điện ảnh của Việt Cộng đang rầm rộ, chuẩn bị đưa rất nhiều phim ảnh khác. Có những khi à, phát hành và khai trương cùng một ngày là phát hành ở trong nước ở Việt Nam và cũng cùng một ngày đó phát hành à, lúc thì ở San Diego, à, lúc thì ở Los Angeles và lúc ở quận Cam, họ đang dự định đưa ra một số những cái bộ phim à, mới, à, trong đó có những phim nó thuần túy về xã hội nhưng mà cũng có những phim à, nó có tính cách à, chính trị và tuyên truyền ở trong đó. Chúng ta phải hiểu rằng cái đường lối tuyên truyền của Việt Cộng nó rất là khéo léo. Và dĩ nhiên là trong những cuốn phim mà qua các đài TV gần đây Có một số đài đã có chiếu những cái phim bộ Mà trong đó thỉnh thoảng có hình ảnh cán bộ Việt Cộng Đối với chúng ta đó cũng là một cái hình thức nghị quyết 36 tuyên truyền Thì chúng tôi cũng đã phản đối cái chuyện đó với các đài truyền hình Yêu cầu họ phải kiểm duyệt để mà cắt những cái đoạn phim đó đi Hoặc là đừng có chiếu những cuốn phim mà nó có những cái tính cách Mà sẽ làm cho những người Việt Nam chống cộng ở đây dần dà quen dần với những hình ảnh À, công an của việt cộng à, thưa quý vị bây giờ trở lại cái vấn đề thành phố westminster thì à, vào ngày 5 tháng 3 thị trưởng xã đức trí đã à, lén lút vinh danh cô ngô thanh vân và phim hai phượng cũng như là nền điện ảnh việt nam cái cái công của cô đưa nền điện ảnh việt nam ra hải ngoại ông không hề cho các đồng biện biết và ông lén lút làm qua một cái resolution tức là một cái bảng tuyên ngôn chứ không phải là, chỉ là một cái bằng tượng lệ nhỏ nhoi bình thường mà là cả một cái tuyên ngôn của thành phố mà trên nguyên tắc là phải có cái sự đồng ý của các à, nghị viên khác là bởi vì có chữ ký của họ ở trên cái bảng tuyên ngôn đó. Và khi chụp hình thì hỡi ôi à, những cái hình ảnh đó đã tràn đầy trên 30 tờ báo của Việt Cộng trong hai ngày sau đó là ngày 6 và ngày 7. 30 tờ báo Việt Cộng tung hô là thành phố Westminster đã vinh danh nền điện ảnh Việt Nam qua tuyên dương của Ngô Thanh Vân và phim Hai Phượng và nỗ lực của cô đưa điện ảnh Việt Nam ra hải ngoại. Trên những hình ảnh đó, thấy hình thị trường tại Đức Trí chụp với vợ phu nhân cũng như là bà Kiều Trinh và cô Ngô Thanh Vân không hề có lá cờ vàng bà sọc đỏ của chúng ta mặc dù là bất cứ khi nào kể cả cá nhân tôi có lần cũng đã chụp hình chung với ông và những à, đài tv phóng viên đài tv ở đài loan à, thì luôn luôn có lá cờ vàng thì hoặc là hình ông chụp với ông trương quốc huy chụp với lại ông chu tất Tiến đều luôn luôn có hình lá cờ vàng thế nhưng lần này lá cờ vàng đã được xấu đi thì đối với cộng đồng việt nam của chúng ta à, chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó ông trí tả đã, đã làm một cái điều hết sức là sai sót để cho việc cộng lợi dụng và đến và làm xóa mờ đi lẳng danh quốc cộng của cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản ở hải ngoại. Nhưng chúng tôi không lên án ông. Trong những buổi họp ở thành phố khi tôi đến, tôi chỉ lịch sự yêu cầu và cho biết rằng cái việc tuyên dương Ngô Thanh Vân là cái việc làm lợi cho cái công cuộc tuyên truyền của cộng sản ở trong nước đối với người Việt tị nạn ở hải ngoại và chúng tôi nghĩ rằng thiết nghĩ rằng cô ngô thanh vân chẳng có làm gì liên quan đến thành phố westminster và chẳng đáng để mà uh, ông thị trưởng cũng như là thành phố westminster phải tranh cãi với tập thể uh, quân lực việt nam cộng hòa cũng như là cộng đồng người việt chống cộng sản ở thành phố westminster cũng như ở little sài gòn này thì tại sao không chỉ có một cái hành một cái việc hết sức đơn giản là tuyên bố hủy bỏ nghị quyết vinh danh Ngô Thành Vân. Qua những cái sự việc mà cộng đồng đã à, tìm ra thấy ánh sáng là cô ta đã nhiều lần mặc áo cờ máu của Việt Cộng, đã nhiều lần có những cái tuyên bố mà không có à, xứng đáng, không có hợp lý. Và thứ hai là có chẳng cô ta chẳng có làm gì cho thành phố quân Tơ cũng như là cộng đồng người Việt hải ngoại quả. Có người cho rằng cô Ngô Thanh Vân là người uh, là việt kiều là người tị nạn đã từng uh, vượt biển qua na uy và cô chỉ là một người uh, âu châu gốc việt thành ra cô ta không phải là việt cộng thưa quý vị không đúng như vậy cô ta lại càng tệ hơn là bởi vì đã là làm một người hậu duệ uh, không tôi biết có phải hậu duệ không nữa là hậu bối thì đúng hơn uh, đã từng uh, vượt biển uh, để đi tìm tự do theo cha mẹ qua được đến bên bờ tự do vậy mà sau này cô trở về Việt Nam sống luôn ở Việt Nam uh, liên tục bao nhiêu năm nay và đã trở thành một người mà đi theo uh, việc cộng và theo những cái uh, uh, lợi ích uh, chỉ biết cái lợi ích cá nhân mà không cần biết đến vấn đề để việc cộng tuyên truyền và lợi dụng mình thành ra cô lại càng là cái người cần phải được lên án hơn là cái người cổ võ là à, là người Việt kiều thưa quý vị. Thì chúng tôi vô cùng đau buồn là một cái lời yêu cầu đơn giản như thế là ông thị trưởng chỉ cần tuyên bố nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân đối với thành phố Washington bây giờ không còn giá trị và thành phố đã hủy bỏ nó. Cái việc cô Ngô Thanh Vân có trả lại không trả lại, cái đó là cái chuyện của cô vì chúng tôi cố đang ở Việt Nam chúng ta chẳng ép cô được. Nhưng mà ít nhất tạt cái gáo nước mặt, cái cái gáo nước lạnh vào mặt bè lũ cộng sản để tuyên bố rằng thành phố Westminster vẫn là thành trì không cộng sản, vẫn chống cộng sản và không bao giờ hoàn nghênh bất cứ cái phim ảnh nào của Việt Cộng đưa ra ngoài. Đó là điều chúng tôi mong muốn mà rất tiếc cho đến ngày hôm nay vẫn không được. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề đoàn kết. Thưa quý vị, tuy tôi không đồng ý và các bậc trưởng thượng đã yêu cầu tôi là uh, điều anh phát nói nó cũng hợp lý. Nhưng mà thôi, hãy vì cái lời yêu cầu của Hội đồng Liên Tôn của Liên hội Cựu Chính sĩ Có thể nào ít nhất trong cái ngày 19 tháng 6 Anh đồng ý trên nguyên tắc là đoàn kết Và lên tiếng hứa sẽ đoàn kết Để mà chúng ta tìm đến một cái giải pháp Là xem xem cho các dân cử nói chuyện với nhau Để xem xem cái vấn đề sai trái như thế nào Rồi chúng ta sẽ tìm một cái giải pháp Thì vì cái lời yêu cầu đó vào ngày 19 tháng 6 Tôi đã tuyên bố là tôi đã nghe lời kêu gọi của ông Nguyễn Phục Hưng Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và tôi hứa trước anh linh của các uh, uh, tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Tiếc rằng ngay sau khi tôi phát biểu thì thị trưởng Tạ Đức Trí không có cái lời cam kết hết lòng như tôi mà ông nói là ông cũng lắng nghe những cái lời yêu cầu của các chú các bác nhưng và cái việc đó ông sẽ cứu xét lại đoàn kết là đoàn kết không có lý do gì mà chúng ta phải cứu xét thưa quý vị và hai ngày sau đó thì thị trưởng dạ đức trí bà phó thị trưởng kimberly hồ và nghị viên charlie nguyễn mạnh trí triệu tập một phiên họp khẩn cấp vào đúng một giờ trưa để mang ông tài đỗ ra đấu tố thì tôi nghĩ rằng cái thiện trí của họ nó không có tuy thế Tôi cũng hứa với lại ông Nguyễn Phục Hưng và giáo sư giàu là tiếp tục để có những cái uh, tiếp xúc và nói chuyện để nhằm một cái mục đích uh, có những cái sự trao đổi với nhau. Và mong rằng trong những cái sự trao đổi đó nó sẽ có cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng mà thưa quý vị, sau 3 tuần lễ vừa, vừa qua, sau ngày 19 tháng 6, thì tôi thấy sự việc nó càng ngày càng tệ hơn. Họ lại thêm những cái buổi họp trong những buổi họp thành phố, họ ra những cái đạo luật để mà bịt miệng ông Sergio và bịt miệng ông tài Đỗ. Tại sao gọi là bịt miệng? Bởi vì nó rất đơn giản. ở trong thành phố Garden Grove của chúng tôi, khi chúng tôi muốn đưa ra một cái điều gì mà cần có cái sự biểu quyết bỏ phiếu, thì tôi cần phải có đa số uh, đồng thuận. À, các đồng vị của tôi phải đồng thuận. Tại sao thế? Là bởi vì khi mà bỏ phiếu như thế thì cần phải có rất nhiều tài liệu à, và phải à, cho cư dân biết, thông báo cho cư dân thành thử ra nó tốn thời giờ của nhân viên để làm việc. Thành ra cần phải có ít nhất cũng phải có 3 người để cho thấy rằng là cái việc đó nó có thể sẽ được à, thành thành tựu, vì vậy mà cần có cái sự biểu quyết. Tuy nhiên, nếu mà một nghị viên nào muốn đưa một cái đề tài nào đó ra để mà bàn luận để mà tranh cãi à, với đồng viện của mình, tôi chẳng cần phải có đến người thứ hai đồng ý. Cá nhân tôi bất cứ giờ nào cũng đều có thể đưa vào nghị trình của thành phố để mà thảo luận, để mà tranh luận và cái sự tranh luận đó nó có dài cả nửa tiếng đồng hay một tiếng đồng hồ thì tất cả à, đều phải đồng đều phải đồng thuận hết, à, không có ai mà được quyền cấm tôi được lên tiếng nói bởi vì tôi được bầu lên để đại diện cho người dân để nói lên cái tiếng nói của người dân không ai có quyền giới hạn cái uh, những cái uh, thảo luận của tôi đối với đối với đồng viện của mình cả và tôi không cần có cái sự đồng ý của một cái người thứ hai chứ đừng nói là phải có một cái đa số đồng ý với tôi riêng trong trường hợp thành phố Washington, họ yêu họ đòi hỏi là bất cứ một nghị viên nào muốn đưa vào nghị trình dù chỉ để thảo luận và tranh luận cũng phải xin phép trước một tháng sau đó nếu mà không được đa số đồng ý Thì lại phải chờ 6 tháng sau Mới được đưa ra để mà xin phép lại Như thế là mất tới 7 tháng thưa quý vị 7 tháng trời đó Ông nghị viên đó chẳng có thể nào mà mang cái chuyện Mà cư dân của mình muốn mình mang ra để bàn thảo Để mà đưa vào nghị trình bàn thảo Ông ta sẽ bị Coi như là bóp cổ Địt miệng thưa quý vị Và nếu mà hai lần như vậy Là trong một năm trời là ông ta chẳng làm được gì hết và suốt 4 năm bốn lần xảy ra như vậy là coi như ông ta chẳng có một cái tiếng nói gì đại diện cho cư dân của mình đã bỏ phiếu cho mình trong hội đồng thành phố thành ra vì vậy mà mới có cái hình ảnh là ông tài đỗ uh, uh, bị ông trí tạ bịt miệng uh, với hai người công an giống y như cái hình ảnh mà mỉa mai mà cha linh mục nguyễn văn lý thời xưa đã bị uh, tòa cũng như là công an của việt cộng bịt miệng ở trước vành móng ngựa của tòa uh, việt cộng như vậy sự việc nó lại càng ngày lại càng tồi tệ hơn nữa là gần đây thì uh, họ lại tiếp tục uh, cho uh, băng đảng của họ qua truyền thông báo chí bêu xấu ông uh, tài đỗ chụp mũ ông tài đỗ đổi hoàn toàn 180 độ cái lời phát biểu của ông để hàm ý nói rằng ông là người đã đổi tên thành phố Washington thành thành phố Hồ Chí Minh cái chuyện nó hoàn toàn là cái chuyện phi lý mà tôi không thể tưởng tượng được một người dân cử Việt Nam lại có thể bịa đặt cái chuyện đó một cách trắng trợn như thế. Chúng ta mỗi người đều có cái quyền có cái nhận xét của mình, có quyền có cái quan điểm của mình, nhưng những cái nhận xét của mình, quan điểm của mình nó phải dựa trên những cái dữ kiện có thật chứ không phải dựa trên những cái dữ kiện bịa đặt ra, tạo dựng lên giống như là fake news để rồi từ đó suy diễn và xuyên tạc theo ý của mình. Và vì vậy mà tôi vô cùng lo lắng và quan tâm đến cái tương lai của cộng đồng của mình. thưa quý vị từ có lẽ phải nói là từ hai chục năm qua, từ ngày uh, anh uh, trần thái văn uh, vào nghị viên của thành phố rồi sau đó ra tranh cử uh, dân biểu tiểu bang california. thời đó tôi là một người thương gia làm việc rất là thành công và có một số tài chính khá thoải mái. Lúc đó tôi đã nói chuyện với lại anh Trần Thái Văn khi mà chúng tôi cùng làm việc với anh trong cái việc mà tôi và một số thương gia khác tài trợ cho cái bảng Welcome to Little Sài Gòn. Mà quý vị thấy có cái hai cái bảng ở ngay trên đường Brookhurst là do một số thương gia Việt Nam mỗi người đóng góp 5.000 đô la để thực hiện. Riêng cá nhân tôi đóng góp 6.000. Thì tôi quen anh Trần Thái Văn vào thời đó và thấy anh có cái lòng muốn phục vụ cộng đồng. Khi anh tuyên bố là tuần tới anh sẽ ra tranh cử Tôi đã mạnh dạng đứng lên Và tuyên bố với tất cả các vị thương gia đó Tôi là người đầu tiên sẽ cho tặng cho anh Văn Cái số tiền tối đa mà một người có được phép cho anh Trong cái cuộc tranh cử của anh Và từ đó mà trong vòng một tuần lễ Anh Trần Thái Văn đã gây quỹ được 100 000 từ các vị thương gia Thưa quý vị nói như thế dông, dài, dông, dài, dài Để cho quý vị thấy rằng Tôi là cái người đã yểm trợ cho anh Trần Thái Văn và anh Nguyễn Quốc Lân ngay từ cái giai đoạn đầu và khoảng năm 2004. Sau đó thì tôi vô cùng và cái quan quan niệm cái tâm niệm của tôi là tôi là cái người thương gia lo đi làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình lo cho gia đình của mình tôi phải biết yểm trợ cho các vị dân cử Việt Nam để mà họ thay tôi thay những cái người lo chỉ đi lo làm thương mại như chúng tôi làm những cái việc lợi ích cho cộng đồng vì chúng tôi không làm được nhưng sau đó thì tôi vô buồn, vô cùng buồn bởi vì tôi thấy trong nhóm của anh Trần Thái Văn lúc đó đưa ra gồm có anh Andy Quách, có anh Chí Tạ, có cô Dina Nguyễn, anh Nguyễn Văn Trung, anh Nguyễn Quốc Lân và cô Cha Nát Nguyễn là những người dân cử trẻ hoặc là những người đang dự định ra tranh cử. Thì họ lại quay lại đánh phá nhau. Quý vị còn nhớ cái thập niên năm 2006 uh, trên đài radio ngày đêm từ sáng cho đến khuya kể cả cho đến 12 giờ 1 giờ sáng 2 giờ sáng luôn luôn có những cái sự đánh phá của phe anh Trần Thái Văn đối với cô Trà Nát Nguyễn chụp mũ cô là việc cộng thân cộng vân vân và ngược lại phe của cô Trà Nát Nguyễn lúc bây giờ là ông Lê Công Tâm và ông Andrew Đỗ cũng đánh phá bên phe nhóm của ông Trần Thái Văn lúc đó ông Nguyễn Văn Trung ra tranh cử với cô Trà Nát Nguyễn cho cái chức giám sát viên quận Cảng Tôi đau lòng lắm, tại tôi không ngờ rằng uh, cộng đồng của mình như thế. Nhưng mà sau cái việc tranh sau khi tranh cử trôi qua thì rồi mọi chuyện nó lại lắng dịu lại và không ai làm phiền ai nữa. Gần đây thì sau khi cô cha Nguyễn thắng cử trước thượng nghị sĩ, bà muốn quay lại hàn gắn với cộng đồng, hàn gắn với liên hội cử chính sĩ thì uh, nó lại xảy ra cái việc giữa bà thượng nghị sĩ Trần Nguyễn và ông Andrew Đỗ và Lê Công Tâm lại trở thành kẻ thù kịch liệt không đội trời chung. Ông Trần Thái Văn thì lúc đó lại đã lui vào bóng tối, nhưng mà lại đẻ ra cái việc giữa ông Andu Đỗ và bà Trần Nguyễn. Và trong cái thời gian tôi tranh cử với lại ông Andu Đỗ thì ông Andu Đỗ và Lê Công Tâm cũng nhìn tôi như là kẻ thù. Mặc dù là sau khi ông thắng, đáng lẽ là cái việc đánh phá nhau nó phải chấm dứt, nhưng mà họ liên tục họ đánh phá tôi. 4 năm qua và có những uh, phe đảng uh, người ta gọi là những người viết mướn đánh thuê uh, chửi mướn để mà liên tục bêu xấu tôi từ nhiều năm qua nhưng riêng cá nhân tôi nó không phải là cái đề tài ngày hôm nay thành thử ra tôi chỉ muốn thưa với quý vị cái việc đánh phá nhau trong cộng đồng là cái chuyện nó đã xảy ra từ 20 năm qua liên tục thế bây giờ chúng ta tại sao nó lại trở thành sôi nổi hơn là bởi vì Gần đây, phe của anh Andrew Đỗ, anh Tyler Diệp thấy rằng cần phải khung đảo cộng đồng để mà có cái lợi ích cho con đường tranh cử chính trị của phe nhóm của mình. Và vì thế, nó mới đẻ ra một cái nhóm gọi là 11 dân cử trên cái uh, chiêu bài là đoàn kết để xây dựng cộng đồng khi mà tháng 11 vừa rồi, trong lúc mà ông tài Đỗ ra tranh cử ở Westminster năm 2018 và tôi ra tranh cử, nghị, tái tranh cử nghị viên thành phố Garden Grove ở uh, ở uh, Garden Grove, thì tôi hết sức là sững sờ khi mà đột tin sắp sửa có một lô, một loạt những cái mailer đánh phá tôi từ bên Westminster resident. For fiscal responsibility tạm dịch là uh, hội hiệp hội những người cư dân Westminster muốn có uh, cân bằng uh, tài chính gửi bốn mèo lơ tám mèo qua đánh phá tôi thưa quý vị. Tại sao một cái nhóm cư dân của Westminster lại muốn Quan, lại quan tâm đến cái việc tranh cử của một nghị viên ở bên Garden Grove, họ đánh phá tôi từ tháng 11 năm 2018 và khi tôi tìm hiểu ai là cái người đã thành lập cái tổ chức này thì khi mà coi giấy tờ ở tiểu bang California thì nó lòi ra cái người thành lập cái tổ chức đó là luật sư trần thái văn luật và cái người thủ quỹ treasurer thủ quỹ là bà Lisa Ray, tức là thủ quỹ của ông ta Lê Diệp và cũng là cựu thủ quỹ của campaign của ông Trần Thái Văn cũng như là ông Chí Tạ vân vân thì tôi hiểu ngay à đây là cái nhóm phe đảng của những cái người dân cử mà họ muốn bứng đi một cái gai bứng đi một cái người mà có thể làm ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt chính trị của cá nhân của họ trong thành phố Westminster cũng như là quận Cam hoặc là ở tiểu bang California và họ muốn loại trừ cái đối thủ mà họ cho rằng đáng à, có thể gây trở ngại cho họ trong tương lai. Họ chính là những cái người mà luôn luôn than phiền tôi là cái người nghị viên Garden Grove chúi mũi vô chuyện thành phố Washington nhưng mà họ lại là cái người lén ngầm đi thực hiện những cái mưu đồ hết sức là độc ác. Họ có nhiều tiền hơn tôi nhiều là bởi vì những cái người tài trợ sau lưng họ có nhiều tiền lắm. Riêng ông Tha Lợi Diệp gây quỹ lên đến cả gần một triệu. Ông Andrew Đỗ cũng khoảng 7-800 ngàn. Một người như cá nhân tôi về vấn đề quỹ tranh cử so với họ không đáng kể là gì cả. Thì quý vị nhìn thấy, quý vị bắt đầu nhìn tôi nói dài dòng như vậy để quý vị thấy những cái uh, điểm chốt của vấn đề để quý vị gạch nối giữa các điểm chấm đó lại với nhau để quý vị nhìn thấy cái hình cái hình 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 ảnh nó bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái thưa quý vị và có lẽ nó bắt đầu từ sớm hơn nữa vào tháng um, tháng 5 tháng 6 nếu tôi nhớ không lầm khi mà tôi uh, quyết định lại tái ra tranh cử chủ tịch cộng đồng thì họ đưa ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và ông đưa ông Ngô Thiện Đức ra họ luôn luôn cho rằng tôi là cái người được ông Phan Kỳ Nhơn um, bênh và tạo ra những cái chuyện gian lận không công bằng nhưng thực sự ra tôi có bằng chứng họ mới là những cái người gian lận và ông phan kỳ nhơn là cái người đã đi tôi không muốn cho tôi ra tranh cử và muốn cho tôi thất cử tôi có được email của bà trần thanh hiền gửi cho ông phan kỳ nhơn và một số người trong ban tổ chức chủ trương của bà và chiến thuật của bà trong cái email đó rất rõ ràng và tôi đã đưa cái đó trong một cái buổi họp báo báo Viễn Đông đã đăng ra chủ trương và lập và chiến thuật của bà Trần Thanh Hiền với ông Phan Kỳ Nhương là cái gì thứ nhất đòi hỏi nếu tôi muốn ra tranh cử chủ tịch cộng đồng thì tôi phải từ chức trước cái điều đó hết sức phi lý là bởi vì bất cứ một vị tổng thống hay một vị dân cử dân biểu liên bang cũng như tiểu bang nào ra tranh cử họ không bao giờ họ phải từ chức hết đằng này họ ép tôi phải từ chức sau đó cũng trong cái email của bà trần thanh hiền bà nói là sau khi ông phát bùi từ chức chủ tịch cộng đồng để ra tranh cử thì disqualify tức là à, không tức là tuyên bố ông ta không hợp lệ để ra tranh cử để mà không cho phép cho ông ta tranh cử thì như vậy chắc chắn là ông phát bùi không có cơ hội nào thắng được bởi vì cũng trong cái email đó bà hiền nói rằng đừng có đánh giá thấp ông phát bùi ông này có nhiều khả năng và có nhiều cái uh, 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 kiên quyết uh, có nhiều cái uh, uh, nhẫn nại thành ra ông ta vẫn có thể thắng được cách duy nhất là phải làm sao uh, bắt ông ta phải từ chức mới được cho tranh cử và sau khi từ chức ông ta không còn một cái uh, uh, quyền hành nữa hết thì ép không cho ông ta hợp lại tranh cử thì chỉ có cách đó mới loại ông ta được thành ra quý vị thấy đây là cả một cái âm mưu từ trước tháng 10 năm 2018 và nó bắt đầu à, nhé nhung ít nhất là từ tháng 5 năm 2018 khi họ muốn giành cái việc mà lũng đoạn cộng đồng người việt ở quận cam này thì bây giờ tôi đã cho quý vị thấy những cái à, những cái dấu chấm đó để quý vị nối lại thì à, sau khi mà họ đã có những cái à, và tôi có hết những cái bằng chứng đó thưa quý vị sau khi mà họ có những cái việc đó, thì uh, đến uh, diễn hành Tết năm 2019, chúng tôi nộp đơn từ tháng 7 năm 2018 mãi đến tháng, sau tháng sau cái cuộc bầu cử tháng 11 2018, họ mới cho phép cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali cái giấy phép để tổ chức diễn hành kỳ thứ bảy mà cộng đồng chúng tôi đã làm 7 năm qua. Họ đợi đến tháng 11 họ mới cho chúng tôi làm Tại sao đợi đến tháng 11 Trong khi Tết nguyên đáng chỉ là vào đầu tháng 2 Bởi vì họ muốn chúng tôi không có đủ thời giờ Sẽ không có đủ khả năng gây quỹ Và như vậy thì diễn hành Tết sẽ không được thành công Và họ sẽ dùng cái đó để mà họ bêu xấu tôi Nhưng may mắn thay Diễn hành Tết không phải là chỉ do cá nhân tôi mà nó thành hình được Mà do cái sự góp sức của Liên hội cựu chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, cộng đồng người Việt quốc gia và hơn mười mấy tổ chức hội ái hữu, cựu học sinh cũng như là các tổ chức hội đồng hương cùng chung vai sát cánh thành thử ra mặc dù là thời gian rất chặt hẹp nhưng chúng tôi vẫn đủ tiền và chúng tôi vẫn đủ thời gian để làm thành công mặc dù là nó vất vả hơn nhiều. Năm nay chúng tôi tổ chức 30 tháng 4, chúng tôi nộp đơn từ cuối tháng 3 à có lẽ sớm hơn nữa à, từ đầu tháng 3. Và họ đã cho phép chúng tôi vào giữa tháng 3, tức là khoảng 6 tuần trước à, ngày 30 tháng 4. Thành phố Washington, ông thị trưởng và hội đồng thành phố đã bỏ phiếu cho chúng tôi làm 30 tháng 4, đúng cái đêm 30 tháng 4 ở ngay tượng Đại kiến Sĩ. Họ dư sức biết bởi vì họ bỏ phiếu cho chúng tôi mà. Thế mà khoảng chưa chưa tới 2 tuần trước ngày 30 tháng 4 họ họp báo, họ tuyên bố họ sẽ tổ chức một cái đêm 30 tháng 4, cũng đúng vào ngày 30 tháng 4, cũng đúng giờ đó, 6 giờ chiều, và chỉ cách tượng đài chiến sĩ có uh, một block thôi, chưa đến chưa, chưa đến nửa mai được. Mục đích làm gì? Mục đích là để, và họ tổ chức có ăn uống, có ca nhạc, trong khi 30 tháng 4 của cộng đồng là cái đêm để tưởng niệm đến cái ngày tang thương của đất nước. Chúng tôi không có thể nào tổ chức ăn uống được. Thành ra mục đích của họ là làm sao cho cái chương trình 30 tháng 4 của cộng đồng do cộng đồng cũng như là Liên hội cựu chiến sĩ và tập thể chiến sĩ cùng chung vai làm hàng năm từ cả hơn mười mấy năm qua. Rồi trong những cái buổi đại hội của Liên hội bang chống cộng sản và ta sai tổ chức họ cũng lại trong vòng hai ngày tổ chức cùng ngày và cũng cách đó chưa đầy à, dưới một mai. Gần đây nhất thưa quý vị, thành phố Westminster mới thông báo cho chúng tôi biết vào ngày thứ ba tuần vừa rồi, tức là trước cái ngày buổi họp của thành phố một ngày, họ gọi cho chúng tôi, họ thông báo cho chúng tôi biết rằng thứ nhất là ngày thứ tư vừa rồi, thành phố sẽ họp để mà có cú xét có cho phép cộng đồng người Việt quốc gia tổ chức diễn hành Tết kỳ thứ 8 hay không. Đây là lần thứ 8 Cộng đồng của chúng tôi đã tổ chức rất thành công Chưa bao giờ thiếu tiền thành phố tới một đồng Và tất cả mọi chuyện Mọi năm qua Năm nào cũng làm hay hơn năm trước Bây giờ Chúng tôi mới biết được Là họ đã lén Kêu một người Việt Nam Tên là Nguyễn Duy Ông Nguyễn Duy là Cựu ủy viên Giao thông của thành phố Washington do ông Tạ Đức Trí bổ nhiệm. Từ nhiều tuần qua, ông luôn luôn hàng tuần đến thành phố, hàng, phải hàng tuần mà mỗi buổi họp của hội đồng thành phố, mỗi hai tuần, ông luôn luôn đến để mà bênh thị trưởng Tạ Đức Trí và chửi bới tôi. Bây giờ họ đưa ông này ra để làm cái bình phong, nộp đơn xin tổ chức diễn hành Tết cùng ngày, à, cùng giờ, và cũng trên con đường bông xa, ông Nguyễn Duy này năm 2015 theo sự uh, dàn xếp của ông Andrew Đỗ và ông Lê Công Tâm và được cái sự endorse cũng như là yểm trợ của ông Lê Công Tâm để ra tranh cử chủ tịch cộng đồng nhiệm kỳ đầu tiên của tôi vào năm 2015. Ông được khoảng 2.000 mấy trăm phiếu, tôi được 12.000 mấy trăm phiếu. Rồi uh, gần đây ông ra tranh cử nghị viên thành phố Pha Vân Valley ông về gần chót. Ông ra tranh cử nghị viên thành phố Garden Grove, địa hạt số 3, cạnh tranh với nghị viên Thu Hà đang tại chức lúc đó. Không những ông về, không những ông thua cô Thu Hà, có hai người thôi, cô, ông thua cô Thu Hà. Và ông thua với cái số phiếu xa lắc xa lơ. Cô Thu Hà đã đè bẹp ông với ít nhất là bảy mươi mấy phần trăm à, lá phiếu hoặc là tám mươi phần trăm lá phiếu thưa quý vị bây giờ họ đưa cái ông duy nguyễn này ra một cái người chưa hề có kinh nghiệm tổ chức diễn hành tết chưa hề giữ một cái vai trò hay là làm một cái chuyện gì trong cộng đồng để làm gì để có lẽ họ sẽ đưa giấy phép cho ông duy và không cho cộng đồng của chúng tôi tổ chức diễn hành tết ở thành phố westminster nhưng thưa ông thị trưởng Tạ Đức Trí cũng như là hội đồng thành phố Westminster. Quý vị có quyền với đa số phiếu không cho cộng đồng của chúng tôi cái giấy phép tổ chức diễn hành Tết như quý vị đã cho chúng tôi 7 năm qua. Đó là quyền của quý vị. Nhưng mà quý vị không có quyền lấy đi cái chức năng cũng như là cái quyền cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và hai tổ chức quân đội là Liên hội Cựu chiến sĩ và tập thể chiến sĩ và nhiều hội đồng hương cũng như là hội ái hữu cựu học sinh cùng nhau tổ chức diễn hành tết cái quyền đó là quyền của chúng tôi quý vị chỉ có thể cho hay là không cho chúng tôi tổ chức trên đường bông xa trong thành phố quý vị nhưng quý vị không cho chúng tôi quý vị không có quyền cho chúng tôi uh, hay là từ chối không cho chúng tôi tổ chức uh, diễn hành tết có đó là cái quyền của chúng tôi giống như là một cái người đi mượn đi thuê nhà hàng để làm đám cưới Chủ nhà hàng có thể không cho một cái người nào đó à, được sự được thuê cái nhà hàng của họ để tổ chức đám cưới. Không cho thì chúng tôi đi nhà hàng khác, chúng tôi tổ chức, nếu chúng tôi à, muốn. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà dù quý vị có cái quyền với đa số lá phiếu để làm bất cứ chuyện gì quý vị muốn làm, nhưng mà quý vị sẽ phải trả lời cho cử tri. Thành phố Washington và cho đồng hương ở Little Sài Gòn này Cái việc làm của quý vị Nếu việc làm đó Quý vị không đưa ra được lý do chính đáng Tại sao quý vị lại bỏ phiếu như vậy Tại sao quý vị lại từ chối cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và các tổ chức quân đội cũng như là hội đồng hương, hội ái hữu cựu học sinh khi họ đã tổ chức diễn hành Tết thành công từ nhiều năm qua và chưa bao giờ thiếu tiền thành phố một đồng nào. Tôi nói đến đây thì quý vị đã nhìn thấy cái bầu không khí của vấn đề tại sao không có sự đoàn kết ở trong cộng đồng của mình. Trong các mùa bầu cử, đánh nhau, phản phé nhau, chê bai nhau, thậm chí kể cả chụp mũ nhau, mạ lị nhau, xuyên tạc nhau là cái chuyện bình thường. Nó không xảy ra ở cộng đồng Việt Nam của chúng ta mà thôi. Nó xảy ra ở bất cứ các cộng đồng nào khác, kể cả cộng đồng người Mỹ, cộng đồng người Tàu, cộng đồng người Đại Hàng, cộng đồng người Ý cộng đồng người Do Thái và kể cả ở tiểu bang ở liên bang như chúng ta thấy dân chủ và cộng hòa luôn luôn đánh phá nhau. Họ đánh nhau ngày đêm khi mà đi đến vấn đề tranh cử. Nhưng sau khi tranh cử xong, họ vẫn phải làm việc với nhau. Vẫn có những cái sự tranh đấu, tranh đua nhưng vẫn phải làm việc với nhau bởi vì quốc hội vẫn phải ra luật và tổng thống vẫn phải điều hành đất nước tôi nghĩ rằng khi mà con bệnh nó đi đến cái tình trạng quá tệ như là bệnh ung thư như thế này thì có những khi những người bác sĩ phải cho bệnh nhân trị theo cái hình thức radiation phóng xạ hoặc là chemotherapy. Radiation và chemotherapy không những nó giết cái mục ung thư mà nó còn phá hủy lụa phá hoại làm hại đến những bộ phận khác trong cơ thể nhưng nếu không làm như vậy thì con bệnh chắc chắn sẽ chết à, và vì vậy mà mặc dù biết chemotherapy hoặc là radiation nó rất là độc hại nhưng vẫn phải làm cộng đồng của chúng ta đối đầu với những vị dân cử đang muốn kéo bè kéo đảng đảng đây không phải là một cái đảng chính trị đảng đây là một bè đảng À, nó gần như là một cái băng đảng thì đúng hơn, à, có những cái hành vi à, hết sức là côn đồ, à, bully tức là đàn áp à, đối đối thủ, thậm chí những đài tivi hoặc là những cơ quan báo chí mà tôi muốn lên hoặc những đài radio tôi muốn lên, nhiều khi họ không cho chúng tôi à, được cái cơ hội để lên trên đài radio của họ, mặc dù là chúng tôi sẵn sàng trả tiền và trả giá cao họ cũng vẫn không cho bởi vì họ đã được cái sự yêu cầu của những cái băng đảng đó để không cho chúng tôi lên tôi nói quý vị có thể không tin nhưng mà thực sự chuyện đó nó đã xảy ra tôi nói thẳng đài Bolsa Radio nhiều lần tôi đã xin lên họ không cho tôi xin cả những người khác nhường giờ của họ lại và họ, những cái người mà có giờ riêng cũng đã nhường giờ cho tôi lên họ đã can thiệp họ đã là những người đó không có quyền nhường giờ lại cho người khác họ muốn bịt miệng chúng tôi để chúng tôi không có tiếng nói. May mắn thay gần đây chúng tôi đợi mãi có một người bỏ cái giờ của mình thì uh, chúng tôi đã liên lạc thẳng với tổng đài qua cái sự uh, một qua cái sự, qua cái sự quen biết của một vài người quen chúng tôi mà chúng tôi mua được ngày thứ hai và ngày thứ tư và chúng tôi mừng lắm. Tại sao có những chuyện đó là bởi vì những người cầm quyền mà có cái ngân quỹ khổng lồ họ quảng cáo thường xuyên trên báo chí. Họ có những cái quảng cáo nhiều khi là cả hàng tháng à, thành thử ra một số báo chí đã lắng nghe cái sự yêu cầu của họ mà à, thiên vị với chúng tôi. Quý vị thấy có những tờ nhật báo những tin gì của ông Tạ Đức Chí, nhiều khi họ đăng một tuần một lần hai lần khen những cái chuyện ông Tạ Đức Chí làm, nhưng riêng cá nhân chúng tôi thì muốn có được đăng như vậy nó không phải là dễ à, năm thì mày họa may lắm họ cho chúng tôi được một chút xíu cả những cái dịp để lên báo chí của họ mà thôi gần đây tôi gửi một cái thông báo gửi cậy đăng trên báo đàng hoàng cái thông tin để mà mời họp đại hội khoáng đại tôi gửi đến thì khi mà tôi nói là tôi muốn đăng cái thông báo thông cáo của cộng đồng họ nhận lời và họ cho tôi biết là tốn bao nhiêu tiền đó À, tôi uh, cho họ um, cái số thẻ và khi tôi gửi cái quảng cáo đến cái quảng cáo cũng chẳng có gì tôi chỉ muốn kêu gọi mọi người đồng hương đến họp để bàn về cái việc uh, thành phố washington uh, vinh danh uh, tuyên dương ngô thanh vân và tìm ra một cái giải pháp đơn giản vậy thôi nhưng mà họ gửi email lại họ nói rằng quảng cáo này không thể đăng được tôi email tôi hỏi là tại sao họ không thèm trả lời sau đó tôi chất vấn một cái email nữa thì được biết rằng uh, Họ trả lời rằng Từ đây giờ đi bà, Cái gì mà liên quan đến cộng đồng phát bồi Không thèm đăng Tôi phải cũng phải uh, xin lỗi Tôi nói là tôi không có ý Đánh uh, uh, phá hay là than phiền gì Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao uh, Không đăng Tại sao đăng những người khác mà lại không đăng cho tôi Chứ không phải tôi có ý tôi đánh phá gì Tờ báo đó cả Thì họ mới thông cảm và họ mới không làm dữ với tôi nữa và sau đó thì họ vẫn cho tôi đăng những cái mẫu phân ưu. À, tôi chưa có đăng những cái chuyện gì khác thì người ta không biết là chuyện gì khác thì có họ có còn đăng hay không. Riêng có một tờ báo. Tờ báo này nhỏ hơn à, hơn tờ một tờ báo lớn ở trong cộng đồng chúng ta nhiều. Nhưng mà tôi kính trọng tờ báo đó. Bài cậy đăng hay là dưới hình thức quảng cáo, họ đăng. Họ không cần biết trong đó nội dung nó như thế nào. Miễn mà đừng có hình ảnh, là cờ việt cộng hay là uh, khen uh, ngợi khen việt cộng thì dù cho có đụng chạm họ cũng đăng bởi vì đó là hình thức quảng cáo thưa quý vị tôi xin uh, ngả lời kính phục đến tờ báo viễn đông là đã có cái lập trường công bằng ai muốn đăng họ cũng đăng để không phiên vị ai thì quý vị nào trả tiền thì họ đăng đó là một cái việc làm đúng đắn của một cơ sở báo chí Uh, đến cái tình trạng này thì cộng đồng của chúng ta phải làm gì để đi ra cái ngõ bí đó thưa quý vị đối với tôi tôi vẫn mong mỏi và vẫn tôi vẫn hy vọng ở uh, một cái ánh sáng cuối đường hầm đối với tôi cái sự việc để mà giải quyết cái chuyện này nó đơn giản lắm tôi chỉ mong thị trường tạ đức trí nhận thấy rằng việc vinh danh ngô thanh vân là việc không cần thiết và gây nhiều tai hại cho cộng đồng. Ông có thể mạnh dạn hủy bỏ cái đó, nhận là mình đã thiếu sót. Cá nhân tôi sẽ đứng lên hoàng hồ ông thị trưởng nếu ông có cái cái can đảm biết lầm lỗi như thế. Riêng đối với các đồng viện với nhau, ông nên tôn trọng tiếng nói của người khác. Chúng ta sống ở xứ sở Hoa Kỳ, không phải là ở một cái xứ sở độc tài chúng ta nên lắng nghe những người chỉ trích mình thậm tệ thậm chí chửi mình chúng ta cũng nên lắng nghe bởi vì đó là cái điều kiện đòi hỏi ở những người dân cử là phải lắng nghe những cái ý kiến chống đối kể cả những người chửi cá nhân tôi bị chửi nhiều lắm hết người này đến người kia chửi nhiều khi bị chửi oan tôi cũng phải chấp nhận không chửi lại thì tôi mong rằng ông cũng nhìn cái hướng như vậy thứ hai cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó rất là rất là hay, nó rất là đẹp. Cái hiến pháp đó do cha ông những người đã sáng lập ra quốc gia Hoa Kỳ này họ đưa ra để bảo vệ không phải bảo vệ đa số mà họ bảo vệ phe thiểu số. Không cho phe đa số áp bức phe thiểu số. Là bởi vì đối với họ nếu mà phe đa số mà dựa vào cái số phiếu của mình để mà đưa ra những luật này, đưa ra những luật kia, áp bức phe thiểu số thì làm sao phe thiểu số còn sống còn được. Hiến pháp Hoa Kỳ là thế. Khi xưa năm 75 khi chúng ta chân ước chân giáo đến thành phố Westminster, chúng ta bực mình, chúng ta bất mãn vì họ không hiểu chúng ta và chúng ta nghĩ rằng họ kỳ thị chúng ta vì họ là đa số. Bây giờ người Việt chúng ta là nắm đa số chúng ta không nên đi vào những cái vết bánh xe hư hỏng đó chúng ta phải cho họ thấy rằng chúng ta tuy là đa số chúng ta không đàn áp người mỹ da trắng phe thiểu số chúng ta vẫn tôn trọng tiếng nói của họ tất cả mọi người đều là công dân hoa kỳ và đều có quyền được bảo vệ bởi hiến pháp bởi sự công bằng bởi sự nhân bản bởi sự tự do nếu chúng ta không làm như vậy chúng ta không khác gì cái bẻ lũ đốn mạt Cộng sản mà chúng ta đã phải liều chết bỏ nước ra đi. Tôi không thể nào mà chấp nhận được sống trong một cái quận hạt mặc dù nó không phải là thành phố của tôi mà cái cách hành xử y chang như là cách hành xử tồi tệ của bè lũ Cộng sản mà 80 triệu đồng bào của chúng tôi, chúng ta ở trong nước đang phải chịu đựng hàng ngày. Tôi không thể nào chấp nhận thấy được cái việc đó xảy ra ở ngay chính nơi mà chúng ta tự hào là có tự do, có tôn trọng nhân quyền và tôn trọng phe thiểu số cũng như là tôn trọng phe đa số. Tôi mong rằng các vị dân cử Việt Nam hãy suy nghĩ lại, không có chuyện gì mà nó quá trễ. Trễ nhiều hay trễ ít, khi chúng ta biết sai và chúng ta sửa sai, người dân họ sẽ thông cảm, người dân họ sẽ tha thứ chúng ta và cũng cũng rất mộc dễ quên hãy làm những chuyện gì đúng đắn để mà tối về chúng ta ngủ yên và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã quay trở lại con đường chính. Xin cảm ơn quý vị. Rất cảm ơn những lời tâm sự chia sẻ của anh Pháp Bùi và nhân đây tôi cũng góp thêm cho quý quý vị trong cộng đồng của chúng ta một cái thông tin nữa đó là những cái hình ảnh mà Ngô Thanh Vân gửi về cho báo chí cộng sản đăng ở trong nước đó, thì là không phải họ đăng, họ nói là uh, ông thị trưởng thành phố Westchester là vinh danh cho Ngô Thanh Vân đâu, mà họ dùng cái từ phía Mỹ. Phía Mỹ tức là gồm có 50 tiểu bang của Mỹ đó và cả người, tất cả các sắc tộc đó chứ không chứ không phải là chỉ là thành phố Westminster họ không bao giờ nói rằng uh, đây cái thành phố này thật ra nó cũng chỉ là một cái đơn vị hành chính nó tương đương một quận ở Sài Gòn mà thôi và họ dùng những cái hình ảnh đó để họ lừa bịp đồng bào ở trong nước họ nói uh, là rằng là bây giờ là Mỹ bắt tay với nhà nước rồi, nhà nước cộng sản Việt Nam bây giờ là rất là thế này thế kia với Mỹ và phía Mỹ đang khen ngợi Việt Nam cộng sản bây giờ. Những cái người nào mà bây giờ là còn chống cộng sản đó là những cái người là đầu óc u tối đần độn, chống cộng cực đoan hằng thù dân tộc gì gì đủ thứ trên nó những cái đó là cái kiểu mà cái 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 tác hại của cái cái những cái hình ảnh đó là nó như vậy đó thì bây giờ là cộng đồng của chúng ta nên có một cái động thái như thế nào đó để chấn chỉnh lại và làm cho người ta vẫn nhìn thấy ngay chỗ của Leader Sài Gòn đây vẫn là thành trì chống cộng của nước Mỹ giống như là từ trước đến nay nó như vậy. Vâng, xin uh, cho tôi nói thêm khi chị đã nói vấn đề đó. Thưa quý vị, cứ mỗi lần mà một vài thành phố ở trong nước, ở Việt Nam, muốn kết nghĩa chị em với một thành phố ở Hoa Kỳ. Thí dụ như khoảng năm, tôi không nhớ rõ cái năm, có lẽ là năm 2011, thành phố Irvine muốn kết nghĩa chị em với lại thành phố Nha Trang. Rồi sau đó thành phố Riverside muốn kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ Rồi kế đến thành phố Sacramento muốn kết nghĩa chị em với thành phố uh, Sài Gòn Cứ mỗi lần như thế, tất cả cộng đồng của chúng ta lại nhốn nháo lên uh, Tìm đủ mọi cách để mà vận động các thành phố ở Hoa Kỳ Đừng kết nghĩa chị em với các thành phố uh, Việt Nam, tức là thành phố của Việt Cộng Tại sao chúng ta lại khổ sở như thế? tất cả chúng ta bỏ hết công ăn việc làm bỏ hết tất cả mọi chuyện để mà phải lật đật hấp tấp tìm đến để mà tìm cách vận động cho cái việc kết nghĩa chị em nó không thành hình tại sao lại phải quan tâm như vậy trong những lần đó tôi đã phải vận động và đưa hội đồng lên tôn đưa liên bang chống cộng sản đại sai đến gặp ông thị trưởng thành phố Irvine để vận động ngầm đằng sau hậu trường trước khi mà chúng ta có cái cuộc biểu tình ở bên ngoài hội đồng thành phố rồi ở Riverside cũng vậy, ở Sacramento cũng thế, tôi phải luôn luôn vận động đưa bỏ biết bao nhiêu tiền mướn xe bus và bao nhiêu đồng hương, quý vị cao niên cũng có, người trẻ trung niên cũng có, phải ngày đêm lái xe nửa đêm lái xe lên Sacramento để làm gì vậy? Bởi vì chúng ta không muốn nhà cầm quyền cộng sản lợi dụng cái việc kết nghĩa chị em với thành phố Hoa Kỳ để làm cái công cụ tuyên truyền đối với người dân trong nước cũng như là đối với quốc hội hoa kỳ đó họ kết nghĩa chị em với tôi tôi phải là cái thành phố xứng đáng họ mới kết nghĩa chị em với chúng tôi chứ nếu mà chúng tôi vi phạm nhân quyền chúng tôi đàn áp người dân làm những cái chuyện tồi bại hèn với giặc áp với dân thì họ đâu có kết nghĩa chị em với chúng tôi làm gì đó là lý do tại sao từ một cái việc đơn giản nó đẻ ra những cái việc vô cùng nguy hiểm và vô cùng tác hại không những tác hại đối với cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại mà tác hại đến biết bao nhiêu người dân ở trong nước. Quý vị cứ nghĩ nếu mà không có cái sự nỗ lực của chúng tôi, cộng đồng người Việt Quốc gia Nam Cali cũng như là liên của bang chống cộng sản và tay sai và tất cả biết bao nhiêu người Việt tị nạn cộng sản chống cộng sản bên này, thì bây giờ có lẽ đã có đến mấy chục thành phố kết nghĩa chị em với lại các thành phố của Việt Cộng và họ sẽ dụng lợi dụng cái đó để tuyên truyền với Quốc hội Hoa Kỳ là đừng có lo tất cả mọi chuyện đàn áp người dân trong nước bóc lột người dân trong nước vân vân đều không có bởi vì nếu có những cái chuyện đó thì không bao giờ có những cái chuyện mà các thành phố Hoa Kỳ kết nghĩa chị em với các thành phố ở Việt Nam như chúng tôi quý vị thấy cũng vậy nếu mà chúng tôi không lên tiếng dứt khoát đòi hỏi thành phố Washington phải hủy bỏ nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng đòi hỏi cái chuyện đó cho đến khi nào thành phố Washington thay đổi ý kiến và hủy bỏ nó thì thôi chúng tôi sẽ tranh đấu cho tới cùng có đoàn kết cũng vẫn phải đòi hỏi cái điều kiện đó thì chúng tôi mới đoàn kết mới làm việc và mới bỏ qua mới đào hố chôn không ai chôn một cái xác sống chôn là phải chôn một cái xác đã chết và đã phải giải quyết cái vấn đề lập trường cũng như là chính kiến cho đến nơi đến chốn rồi lúc đó chúng tôi mới bỏ qua và chôn sống cái sự bất mãn đó bởi vì không làm như vậy thì việc cộng cờ đỏ sẽ tràn ngập bôn sa và tràn ngập thủ đô tị nạn cộng sản của chúng ta xin cảm ơn quý vị cảm ơn anh phát Bùi và cảm ơn quý khán giả đã chịu khó lắng nghe bởi vì cái video bữa nay nó hơi bị dài và xin một lần nữa cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo tạm biệt. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn sự nhẫn nại và lắng nghe của quý vị trong suốt những thời gian dài vừa qua.